Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh tha, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Hôm nay tôi sẽ nói về vấn đề chúng ta và sự phục vụ. Trước hết chúng ta nói về chúng ta trước. Chúng ta là ai? Khi chúng ta nghĩ mình là ai thì điều đó nó quyết định lời nói và hành vi của mình. Sự thật là vậy. Khi chúng ta nghĩ mình là một giám đốc của một công ty tầm cỡ, chúng ta sẽ có cách nói chuyện và hành vi khác khác lại. Khi chúng ta nghĩ mình là một người ăn mày, nghèo khổ, bần cùng trong xã hội này, thì lời nói và hành vi chúng ta trong xã hội khác. Đó là cuộc sống. Hoặc trong hội thánh, mình nghĩ mình là một mục sư đầy ơn, đôi khi chúng ta hành xử khác. Hoặc là trong hội thánh, anh em nghĩ tôi chỉ là phó tín đồ thôi, chỉ đi nhóm nhà thờ ngồi để rồi về chẳng làm gì đâu, thì chúng ta nói khác đi, hành động. Cho nên chúng ta nghĩ mình là ai, nó quyết định hành vi và lời nói, và từ đó nó định hình tương lai của mình, nó định hình con người của mình, nó định hình cái số phận của mình, nó định hình cái sứ mạng mà Đức Chúa Trời kêu mình vào, định hình do mình nghĩ. Và câu hỏi là thật sự chúng ta là ai? Phải không nha? Bây giờ chúng ta là ai đây? Ví dụ như tôi có nghĩ mình là ai đây? Cái đó quan trọng lắm. Và anh chị em hôm nay cũng hãy định hình lại mình là ai. Dĩ nhiên trong cuộc sống này, tất cả chúng ta đều xuất thân khác nhau, trình độ khác nhau, gia đình khác nhau, địa vị xã hội khác nhau, nhưng có một điểm chung mình ra, có một điểm chung, có một điểm chung được chép trong Giăng chương 1:12. Những ai tin nhận Ngài thì Ngài sẽ ban cho quyền phép đỡ trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Amen. Cho nên tôi muốn nói với anh chị em rằng dù bây giờ chúng ta nghĩ mình là ai, thì trước mặt Đức Chúa Trời, Ngài vẫn nhìn anh chị em là con của Ngài. Và điều đó rất quan trọng. Tôi nghĩ rằng khi mình nhận được sự mặc khải này, cuộc đời mình sẽ thay đổi rất nhiều. Tôi hãy suy ngẫm về điều đó và nói Chúa, Ngài có thể dùng con làm điều này điều nọ, nhưng điều đó không liên quan gì đến bản chất của con. Con luôn nghĩ mình là con yêu dấu của Chúa, và tôi sẽ sống trong sự bình an đó. Và cho nên thưa anh em, tất cả chúng ta là con Chúa. Tất cả, dù trong đời này mình có thể là đang làm giám đốc, dù trong đời này mình có thể là đang giữ một địa vị nào đó trong xã hội, dù mình đang có nhiều tiền hay ít tiền, dù mình có danh hay không có danh, điều đó cũng quan trọng. Quan trọng anh chị em ơi, sự mặc khải này sẽ làm thay đổi cuộc đời anh chị em. Đó là tất cả chúng ta đều là con Chúa. Tại sao nó thay đổi? Bởi vì khi mình nhận thức được mình là con Chúa đó, thì mình sẽ sống phụ thuộc Ngài hoàn toàn. Các bạn nghe, có đứa con nào mà nó không phụ thuộc vào cha mẹ nó không? Tôi nghĩ không đâu. Sinh ra một đứa con, từ những tiếng khóc chào đời là nó đã phụ thuộc cha mẹ nó hoàn toàn. Không có cha mẹ chết liền, phải bú mớm, phải cho ăn, phải thay tả lót, phải thay quần áo, phải tập đi, phải cho đi học, phải nuôi nấng, phải dạy dỗ. Và đứa con hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ. Anh chị em ơi, khi mình nghĩ mình là đứa con bé bỏng của Chúa, thì tự động mình sẽ có một lối sống phụ thuộc Chúa hoàn toàn. Lạy Chúa, con phụ thuộc Ngài. Con phụ thuộc Ngài để sống, con phụ thuộc Ngài để làm việc, con phụ thuộc Ngài để kiếm tiền, con phụ thuộc Ngài để nói, con phụ thuộc Ngài để giảng, con phụ thuộc Ngài để có điều nọ, điều kia, làm điều này, điều khác trong xã hội này. Nhưng chỉ khi nào mình ý thức được thực sự mình là con bé bỏng của Chúa,
thì mình phải sống phụ thuộc vào Ngài. Còn nếu chúng ta chưa ý thức được điều này thì đôi lúc mình cũng hay vỗ ngực xưng tên, đúng không anh? Tôi giỏi lắm, tôi có thể độc lập được, tôi có thể tự làm được, tôi có thể tự nghĩ được, và cuộc đời mình có thể rẽ sang một hướng khác. Cho nên Đức Chúa Trời nói rằng Ngài ban ơn cho người khiêm nhường, nhưng Ngài chống cự những người kiêu ngạo. Người kiêu ngạo lúc nào cũng muốn độc lập. Người kiêu ngạo là người gì nhé? Là người muốn sống và loại bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi đời sống mình. Và đây là thảm họa cho 7 tỷ người trên trái đất này. Cái gì họ cũng ôm vào người, nhưng chỉ có Đức Chúa Trời họ muốn loại bỏ đi. Họ muốn loại bỏ Chúa ra khỏi trường học, họ muốn loại bỏ Chúa ra khỏi đời sống dân sự mỗi ngày, họ muốn loại bỏ Chúa ra những nền tảng giáo dục của xã hội. Họ nói giảng gì thì giảng, dạy thì gì dạy, đừng dạy Kinh Thánh là được. Và đó là thảm họa mà ngày hôm nay chúng ta thấy, phải không nhé? Vì sao mà họ loại bỏ? Bởi vì họ không muốn sống phụ thuộc vào Đức Chúa Trời. Họ muốn tự tôn, tôi có quyền quyết định, tôi đi điều này, tôi đi điều kia, tôi không thích những sự chỉ dẫn của Ngài. Và đây là thảm họa. Và anh chị em đời sống chúng ta cũng giống vậy. Tôi muốn ngày hôm nay tất cả anh em mình luôn luôn nghĩ rằng, nhận thức rằng, và ghi khắc sâu vào trong lòng mình, dù con có đầu bạc rồi, tóc râu bạc rồi, tuổi con lớn rồi, gần đất xa trời rồi, nhưng Chúa ơi, con vẫn là đứa con bé bỏng của Ngài. Đó là cách mà Đức Chúa Trời nhìn thấy chúng ta. Cho nên đừng nghĩ rằng mình càng lớn, mình càng nhiều tiền, mình càng nhiều danh, nhiều địa lợi, có nghĩa là chúng ta có thể không phục vụ vào Chúa nữa, hay chúng ta có thể độc lập cuộc sống của mình. Đó là suy nghĩ sai lầm nhất của mọi sai lầm. Thảm họa từ đó mà ra, tội lỗi từ đó mà ra, nan đề từ đó mà ra. Thưa cha, hãy sống phụ thuộc Ngài. Hãy nói với Ngài rằng, Chúa ơi, con cần Ngài. Hãy dẫn dắt con, hãy cho con sự khôn ngoan, hãy cho con sự bày tỏ, hãy cho con sức mạnh, hãy cho con sự hiểu biết, để con có thể sống và làm đẹp lòng Ngài. Vì Ngài là cha yêu dấu của con. Đó là sự mặc cả có thể biến động đời sống chúng ta. Điều gì nữa cha? Khi chúng ta hiểu mình là con Chúa, thì chúng ta nhận được một điều nữa. Và sự mặc khải này có thể rất không chấp nhận được bởi cái ý thức và cái lối sống bình thường của thế gian. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Lẽ thật luôn luôn là đúng. Đó là khi anh em là con của Ngài, anh em được chăm sóc và yêu thương vô điều kiện. Anh em được Ngài chăm sóc và yêu thương vô điều kiện. Và hình ảnh đó được Đức Chúa Trời đặt vào trong những bậc làm cha làm mẹ đối với con mình. Dù con mình nó có thế nào đi chăng nữa, thì cha mẹ vẫn yêu thương vô điều kiện. Và nhiều lắm trong chúng ta nghĩ rằng chắc Chúa chỉ yêu mình khi mình làm tốt mọi việc. Chắc Chúa chỉ yêu mình khi mình sống đàng hoàng. Chắc Chúa chỉ yêu mình khi mình thành một người nỗ lực phục vụ Ngài. Chắc Chúa chỉ yêu mình khi mình đi nhóm đều. Chắc Chúa chỉ yêu mình khi mình không có nghỉ một cái buổi thờ phượng nào của Ngài. Đó là cách nghĩ của chúng ta. Nhưng Chúa không nghĩ vậy. Anh em biết không? Chúa yêu chúng ta khi chúng ta còn là một tội nhân. Chúa yêu chúng ta khi chúng ta còn là những người xấu xa nhất thế giới này. Và tình yêu của Ngài vô điều kiện. Sự chăm sóc của Ngài đối với chúng ta là vô điều kiện. Và đó là điều mà chúng ta cần phải thay đổi tâm trí ngày hôm nay. Anh chị em ơi, anh chị em ở trong tình trạng nào thì Chúa vẫn đang chăm sóc và yêu thương anh chị em. Hãy tin điều đó đấy. Tôi dám quả quyết với anh chị em điều đó. Đừng nghĩ rằng chúng ta thắng sạch Chúa mới yêu mình. Đừng nghĩ rằng chúng ta công chính Chúa mới yêu mình. Không, Chúa yêu cả những người ác lẫn những người thiện. Chúa ban mưa ban nắng cho người lành lẫn người dữ luôn, như nhau. Và tất cả tạo vật trên đất này, tôi nói thiệt với anh chị em, nếu không được chăm sóc và yêu thương bởi Đức Chúa Trời, nó đã bị hủy trong vòng 5 giây. Nó vẫn đang được Chúa chăm sóc. Cho nên khi chúng ta biết mình là con yêu dấu của Ngài, khi chúng ta được mặc khải mình là con của Ngài, chúng ta nhận được một cái tình yêu và một sự chăm sóc vô điều kiện của Chúa. Và một trong những dấu hiệu
của một người được tái sanh là gì? Anh chị em biết không? Ví dụ như người ta nói là phải được tái sanh mới vào thiên đàng, không được tái sanh thì có đi nhóm nhà thờ cũng hư mất thôi. Phải tái sanh, phải tái sanh, phải tái sanh. Và nhiều người ta giảng ra rất nhiều điều về sự tái sanh, nhưng câu hỏi đặt ra là làm sao anh chị em biết mình đã được tái sanh? Làm sao biết này? Khó đấy chứ. Có người nói thôi tôi bỏ thuốc bỏ rượu rồi chắc chắn là tôi tái sanh. Chưa chắc đâu. Anh em bỏ có thể bỏ bên ngoài thôi, nhưng mà trong lòng vẫn thèm lắm. Có điều kiện là chúng ta vẫn làm tí, cho nên có người đó, tôi đi đến hội thánh rồi cho nên thôi giờ phải bỏ những thứ đó thôi, thôi ư tập xấu bỏ đi. Nhưng không phải, bỏ bên ngoài thôi, bên trong chưa bỏ. Cho nên đấng nhìn thấy trong lòng ngài hiểu điều đó, con người nhìn bề ngoài không hiểu được bên trong. Và câu hỏi đặt ra là làm thế nào để mình biết rằng mình đã được tái sanh? Một câu hỏi cực kỳ quan trọng và câu trả lời lại quan trọng hơn. Anh em ạ, một trong những dấu hiệu của người được tái sanh là người đó nhận được tình yêu của Đức Chúa Trời. Và khi người đó có phạm tội đi chăng nữa, người đó không chạy xa khỏi Chúa mà lại càng đến gần Chúa. Khi người đó sống và phạm tội, người đó không sợ Đức Chúa Trời như Adam ngày xưa nữa, nhưng người đó chạy đến với cha: cha tha thứ cho con đã phạm lỗi, tha thứ cho con. Và ngài hàng ngàn lần như vậy tha thứ và nâng đỡ. Như một người cha người mẹ khi thấy con mình tập đi và nó ngã xuống, người cha người mẹ sẽ không nói: ôi mày là đồ vô dụng, tại sao mà đi không nổi? Không, người cha người mẹ sẽ đỡ nó dậy, lau chùi vết thương cho nó và nói: con ơi, tốt rồi, con hãy đi tiếp đi, lần này sẽ được tái. Anh em ơi, chúng ta vẫn là những đứa con bé bỏng của Chúa. Amen. Và khi chúng ta yếu đuối, chúng ta phạm tội với ngài, thì tình yêu trong lòng của Chúa, nếu quả thật anh em là người được tái sanh, anh em sẽ được lôi kéo chạy đến với ngài và nói: Chúa ơi, tha thứ cho con, hãy giúp con làm lại một lần nữa. Và anh em sẽ được vững vàng, anh em sẽ được bao bọc, anh em sẽ được tha thứ, anh em sẽ được che chở. Dấu hiệu này cực kỳ quan trọng. Người theo tôn giáo đó thì sợ Chúa hình phạt, sợ Chúa phạt. Nhưng mà người được tái sanh đó thì luôn chạy vào vòng tay yêu thương của người cha. Mặc dù tôi không nói điều đó có nghĩa là Chúa không trách, không sửa, Chúa không dạy, không. Ý tôi muốn nói là tình yêu cao cả của ngài khiến chúng ta không lìa xa khỏi Đức Chúa Trời, không bao giờ. Dù ngài có thể dùng roi quất mình bao nhiêu thì sau rồi cũng vẫn chạy lên với ngài. Anh em thấy cha mẹ không, hồi nhỏ sao mỗi lần hư càng đòn không? Ôi, đến nỗi mà lấy cái mo câu ốp vô mông thôi. Bạn là lấy mo câu giả vờ thôi, con mặc quần vô nhưng mà trong đó cái mo câu đó quấn chân thật là nhiều. Nhưng mà sau khi quấn xong rồi sao? Ba ơi, mẹ ơi, con vẫn yêu thương. Nó lạ lắm. Đó là tình yêu chân thành đến từ tấm lòng của tâm lòng. Cho nên hãy nhớ nha, một trong những dấu hiệu của người được tái sanh là người đó không chạy xa khỏi Chúa khi người đó phạm lỗi lầm. Người đó tin tưởng vào tình yêu. Và điều thứ ba, khi mà chúng ta biết mình là con của Chúa thì chúng ta được một điều nữa nha. Đó là chúng ta hiểu rằng người cha mong đợi chúng ta trưởng thành và kết quả nhiều bởi lối sống và lối làm việc. Không phải người cha nào cũng muốn con mình bê tí mãi đâu. Và Đức Chúa Trời cũng vậy, ngài nhìn xuống và ngài muốn anh em mình trưởng thành, kết quả, muốn anh em mình biết cách sống, biết cách làm việc. Cho nên điều này rất quan trọng. Mình là con Chúa. Tôi biết, không biết là trong anh em mình hôm nay có ai đến lần đầu tiên mà chưa bao giờ biết Chúa Giêsu là ai, chưa biết Đức Chúa Trời là ai không? Nhưng nếu có người đó thì tôi muốn gửi một thông điệp tha thiết là hãy trở thành con của Chúa, hãy tiếp nhận Chúa Giêsu để rồi Chúa đón nhận mình vào nhà của ngài và mình trở nên con của ông Trời, đứa con bé bỏng của ngài, đứa con yêu dấu của ngài, đứa con mà ngài chọn ngày lựa trong thế giới này. Anh chị em ơi, sống trong gia đình của Đức Chúa Trời là cuộc sống tuyệt vời nhất trên đất này. Một cuộc sống an ninh, một cuộc sống bình an, vui mừng
và được Ngài chăm sóc yêu thương vô điều kiện. Cho nên anh em đừng ngại nghe. Đến lần đầu không biết Chúa, nhưng hôm nay anh em nghe rồi đó. Chúa Giêsu đến thế gian này chỉ là một điều thôi, duy nhất một điều, đó là đưa tất cả tội nhân trở thành con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời. Đây là mục đích của Ngài. Anh em đến hội thánh hôm nay, anh em tìm gì? Có thể chúng ta tìm sự chữa lành, có thể chúng ta tìm sự giải phóng, có thể chúng ta tìm sự đột phá, sự tự do trong cuộc đời của mình. Nhưng anh em ơi, tất cả những sự đó, khi anh em trở thành con cái của Ngài, Ngài ban cho anh em một cái vị vương. Có người cha người mẹ nào mà muốn con cái mình bệnh lắm? Có người cha người mẹ nào muốn con cái mình bị ma quỷ hành đâu? Có người cha người mẹ nào mà muốn con cái mình đói khổ đâu? Cho nên khi chúng ta trở thành con của Ngài, chúng ta được hưởng tất cả những gia tài đó. Đó là điều mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta. Cho nên vế đầu tiên của bài giảng ngày hôm nay, chúng ta và sự phục vụ. Và anh em hiểu chúng ta là ai chưa ạ? Chúng ta là con Chúa. Anh em, chúng ta là con Chúa. Dù mình làm vị trí gì, ở địa vị nào, dù mình là ai, dù mình lớn tuổi hay nhỏ tuổi, dù mình già đầu bạc hay là chưa đầu bạc, tất cả anh em mình đều là con của Chúa. Và chúng ta sống phục vụ Ngài. Mỗi ngày chúng ta bước đi sống phục vụ Ngài. Và điều đó anh em, nó dẫn chúng ta đến một cái vấn đề. Đó là dĩ nhiên Chúa mong đợi chúng ta lớn lên và phục vụ. Hôm nay tôi nói về sự phục vụ. Anh em thấy câu Kinh Thánh mà đọc thuộc lòng rồi đúng không ạ? Sự phục vụ. Và cái thái độ chúng ta, nó quyết định cái phước hạnh của chúng ta. Không phải chúng ta làm nhiều được thưởng nhiều. Không phải vậy. Không phải vậy. Mà chúng ta làm với thái độ nào, tấm lòng nào. Dù hai đồng xu thôi bỏ vào thùng dâng hiến, nhưng Chúa Giêsu nói rằng bà đó đã dâng nhiều nhất, còn mấy người khác lấy tiền thừa bỏ vô. Chúa nói rất thẳng đó vậy. Mà sự thật nó là sự thật. Cho nên cái thái độ của chúng ta quyết định phần thưởng của chúng ta. Anh em mình có ai muốn thưởng ít đâu? Chắc không phải không? Ai cũng muốn mình thưởng nhiều. Và hôm nay chúng ta sẽ nói một chút về cái sự phục vụ này có thể biến đổi cuộc sống chúng ta. Câu chuyện đầu tiên là câu chuyện trong Matthew chương 20. Câu chuyện ở trong Matthew chương 20 mà chúng ta đã đọc và rất là quen thuộc. Một câu chuyện mà khi chúng ta đọc rồi, đôi khi chúng ta cũng, chính chúng ta cũng nổi giận đúng không? Đọc xong rồi thấy nó trái trái thế nào và thấy là sao kỳ thế này. Câu chuyện này: vả nước thiên đàng giống như một người chủ kia đáng sáng đi ra muốn người làm công cho vườn nho của mình. Khi người chủ đã định giá với người làm công mỗi ngày một denier thì sai họ vào vườn nho mình. Ước chừng giờ thứ ba, người chủ lại ra thấy những kẻ khác rảnh việc đứng trong chợ thì nói cùng họ rằng: các ngươi hãy đi vào vườn nho ta và ta sẽ trả tiền công phải cho. Họ liền đi. Ước chừng giờ thứ sáu và giờ thứ chín, người chủ lại ra cũng làm như vậy. Ước chừng giờ thứ 11, người chủ ra lại thấy kẻ khác đứng trong chợ thì hỏi: sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì hết? Họ trả lời rằng: vì không ai mướn chúng tôi. Người chủ nói với họ rằng: các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho ta. Đến tối, chủ vườn nho nói với người giữ việc rằng: hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ. Khởi từ người rốt cho đến người đầu, những người làm công vườn mướn từ giờ thứ 11 đến lãnh mỗi người một đơn nghe. Rồi tới phiên những người đầu đến tưởng lãnh nhiều hơn, xong họ cũng lãnh mỗi người một đơn nghe. Khi lãnh xong làm bằng với chủ nhà mà rằng: những người rốt ấy chỉ làm một giờ, mà chủ đãi cũng như chúng tôi là kẻ đã chịu mệt nhọc cả ngày gian nan. Xong chủ trả lời với người trong bọn nợ rằng: bạn ơi, ta không xử tệ với ngươi đâu. Ngươi há chẳng định với ta một đơn nghe sao? Hãy lấy của ngươi mà đi đi. Ta trả cho kẻ rốt này bằng như trả cho ngươi vậy. Ta há không cấp phép dùng của cải ta theo ý muốn ta sao? Hay là ngươi thấy ta ăn ở tử tế mà lấy mắt gan sao? Đó là những kẻ rốt sẽ nên đầu,
và những kẻ đầu sẽ nên rốt. Anh em nghe câu chuyện này thấy nó có thức anh ác không? Lần đầu tôi đọc câu chuyện này thức anh ác. Sao các ông kêu làm từ sáng đến chiều, 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều, vô lãnh, tưởng lãnh nhiều lãnh đồng. Còn cái ông mà làm lúc 5 giờ chiều cũng làm có 1 tiếng đồng hồ, vô cũng được đồng. Lãnh xong ra mặt mày nếu xẹo luôn, cái ông mà làm 6 tiếng, 12 tiếng kia là mặt mày nếu xẹo luôn. Bất công. Nhưng mà suy nghĩ kỹ thấy có bất công anh nha. Suy nghĩ kỹ thấy có bất công không? Kỹ chẳng thấy bất công gì đâu. Vậy thì sự bất công nó đâu nó ra vậy anh em? Bây giờ câu hỏi là mình phân tích kinh thánh mình thấy. Vậy thì khởi đầu mình đọc cái chuyện này mình thấy bất công. Vậy thì sự bất công nó đâu nha? Từ lòng ganh tị mà đúng không? Rõ ràng khi mình nhìn đi nhìn lại, đọc đi đọc lại, đọc kỹ lại, soi lại thì thấy không bất công. Nhưng mà mới đầu đọc thì thấy bất công. Vậy thì sự bất công ở đâu đây? Từ lòng ganh tị mà. Ok, mình tưởng tượng cái tình huống như thế này đi ha. Thời Covid này việc làm hiếm lắm. Cho nên là bây giờ có ông chủ ông ra bắt đầu tìm người làm. 50 người đứng như thế này đợi công việc. Và cuối cùng ông chủ ra sáng sớm mà. Cho nên ông chọn những người sao á? To, khỏe, siêu năng, có kỹ năng, ông chọn 10 người. Rồi xong 10 người này vào đi làm. 40 người kia buồn không anh chị em? Buồn chứ. 40 người còn lại, đúng là số mình hôm nay xui quá. 10 người kia vui không anh chị em? 10 người kia hồ hởi, hôm nay gặp may. Mới sáng sớm được ông chủ chọn, chắc chắn chiều có lương, có bánh mì cho con gái ăn rồi. Nhưng mà niềm vui đó đến cuối ngày còn không nha? Mất mất. Đó là điều tôi muốn nói. Đó là điều tôi muốn nói. Chúng ta có thể làm công việc Chúa được Ngài chọn từ ban đầu với một niềm vui. Chúa ơi, cảm ơn Ngài đã chọn con. Cảm ơn Ngài đã đặt con vào vị trí này. Cảm ơn Ngài đã ban ơn sức giàu cho con. Con cảm ơn Ngài nhiều lắm Chúa. Tuyệt vời quá Chúa. Oh hallelujah. Con tạ ơn Ngài. 10 năm trôi qua, 5 năm trôi qua, trong hội thánh có một người mới bước vào hội thánh, học đạo đâu chừng còn 6 tháng. Chúa ban ơn cho mạnh mẽ hơn nữa, giảng hùng hồn hơn nữa, ôi sự sức dầu tinh thể hơn nữa. Thì cái anh đầu tiên bảo là chuyện này là chuyện gì? Và niềm vui ban đầu sao nhé? Còn lại chỉ là sự ganh tị, còn lại là chỉ sự đố kỵ. Tại sao nó đến mới mà nó lại được mơ hơn ta được? Ta phải duyên thành đến mới này xuống. Đó là thảm họa cho hội thánh của Ngài. Đó là thảm họa cho thế giới này. Đó là nhiều điều mà khiến cho chúng ta đánh mất đi cái giá trị của cuộc sống, đánh mất đi ân điển mà chính Đức Chúa Trời đã ban cho mình từ lúc bắt đầu không chết. Có một điều rất khích lệ trong câu chuyện này mà tôi đọc tôi thấy. Không có một người nào được nhận hơn một đơn nha. Phần thưởng là công bằng đấy chứ. Cho nên qua cái bài học này chúng ta học được một điều là gì? Chính cái lòng kinh tị, đố kỵ đã khiến cho chúng ta không thể vui hưởng ân điển của Đức Chúa Trời. Mặc dù thật sự Chúa đã chọn, đã lựa chúng ta, đã đặt chúng ta vào vị trí của Ngài, trong vương quốc của Ngài, trong chức vụ và trong nhiều điều trong cuộc sống này. Nhưng anh chị em ơi, khi thấy một người khác may mắn hơn mình, khi thấy một người khác giàu có hơn mình, khi thấy một người khác phúc hạnh hơn mình, khi thấy một người khác được ơn hơn mình, thì tự nhiên tất cả phước hạnh mà mình đã nhận tụt mất, biến đâu mất. Và thay vào đó là những đêm dài mất ngủ, đặt tay lên trán, tại sao cái thằng đó nó thế, sao cô kia nó vậy. Và chúng ta đã sống với một điều cay đắng buồn khổ bên trong.
bởi lòng đố kỵ. Anh chị em ơi, lòng đố kỵ nó khiến cho chúng ta không vui hưởng ân điển của Chúa. Cho nên Đức Chúa Giêsu muốn nói gì qua câu chuyện này? Nếu chúng ta sống với lòng đố kỵ với tất cả những điều tốt xung quanh thì chính chúng ta để hại chính mình. Vì Chúa là đấng luôn ban ân điển, Chúa là đấng luôn ban cho nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn cho con người để phục vụ Ngài, để làm những điều tốt trên thế gian. Cho nên em làm ngược lại mới đúng. Lẽ ra cái người làm đầu tiên đó phải mừng cho bạn của mình, phải không ạ? Tôi mừng cho anh bởi vì anh làm có một tiếng, anh đứng đến gần chiều rồi, 5 giờ chiều rồi. Tôi mừng cho anh bởi vì anh vẫn được chủ mời vào làm, và chiều nay con anh không phải đói, vợ con anh không phải đói, gia đình anh có bữa cơm ngon bởi vì anh được ơn Đức Chúa Trời. Anh em thấy không? Cho nên những người từ 3 giờ, 6 giờ, 9 giờ, 11 giờ là những người 9 giờ sáng, 12 giờ trưa, 3 giờ chiều và 5 giờ chiều là những người nào chứ? Là những người thực sự họ đang phải đối diện với cái nan đề của cuộc sống của họ, mà họ phải cần được cung ứng, phải cần được Đức Chúa Trời cung ứng. Và dù họ mồm đi chăng nữa nhưng cuối cùng họ vẫn nhận lại. Và nếu một người có tình yêu của Ngài, nếu một người có cái sự gần gũi với Đức Chúa Trời, phải mừng cho những cuộc đời đó mới đúng, phải không ạ? Đó là điều mà Chúa muốn. Cho nên ở đây chúng ta học bài học là gì ạ? Chính cái lòng đố kỵ và sự ganh tị khiến chúng ta đánh mất nhiều niềm vui trong cuộc sống, đánh mất những ân điển mà Đức Chúa Trời mang cho chúng ta trong cuộc sống. Thứ hai, chúng ta học bài học gì qua câu chuyện này? Anh em thử tưởng tượng những người được chọn lúc 9 giờ sáng, 12 giờ trưa, 3 giờ chiều và 5 giờ chiều. Họ làm việc với thái độ nào? Tôi nghĩ chắc chắn họ vừa làm, họ nói: "Ô, cảm ơn ông chủ, cảm ơn ông chủ." Họ vừa cúc đất, họ vừa cảm ơn ông chủ. Họ vừa hay ngon, cảm ơn ông chủ, phải không thế? Chắc chắn họ vừa lên mà nói cảm ơn. Họ cảm ơn. Họ nói: "Ôi, tôi thật sự là không xứng đáng để được vào làm vì muộn đó. Ngày làm việc là 12 tiếng, bây giờ tôi còn có 1 tiếng. Người kia còn 4 tiếng, người nào còn mấy tiếng mà làm cái gì nữa?" Hả? Và chắc chắn họ làm việc với thái độ biết ơn. Và điều đó đã cảm động lòng của ông chồng, để trả công cho họ cũng một đơn giản, mặc dù họ làm chỉ có một tiếng đồng hồ. Bài học rút ra là gì chứ? Hãy hầu việc Chúa với lòng biết ơn. Khi chúng ta phục vụ Ngài với lòng biết ơn, anh em sẽ được phần thưởng như là phần thưởng của một người làm rất khổ. Khi Chúa đặt anh em vào một vị trí, khi Chúa cho anh em làm một công việc gì trong vương quốc của Ngài, anh em ơi, hãy nói với Chúa: "Chúa ơi, con biết ơn Ngài, con biết ơn Ngài bởi vì Ngài đã không loại bỏ con, vì Ngài đã không đi ngang qua cuộc đời con, nhưng Ngài vẫn chung con cho những công việc mà Ngài thấy rằng Ngài cần đến con." Và anh em cứ làm việc với như vậy, với lòng biết ơn. Anh chị em ơi, khi mình làm việc với lòng biết ơn ấy, sự mệt mỏi sẽ không có, chán nản sẽ không có. Amen chứ? Buồn phiền sẽ không có, ganh tị sẽ không có. Đó, suốt ngày tôi cúi đầu hôn con biết ơn Ngài, Chúa ơi, thì ganh tị với ai? Có thấy ai đâu mà ganh tị, có đúng không? Còn nếu mình làm với lòng mà tôi là người được chọn nè, tôi là người mà là xứng đáng nè, tôi là người thế này người thế nọ, thì mình không chịu làm mà mình cứ ngó nghiêng, cứ ngó xung quanh có thằng nào nó cạnh tranh vị trí của mình thế là tiêu liền. Và trong hội thánh cũng dành cho em ạ, đây là bài học mà Chúa Giêsu muốn Ngài dạy chúng ta hai điều qua bài học này. Anh chị em ơi, đừng bao giờ để lòng đố kỵ cướp mất phước hạnh và niềm vui cuộc sống của Ngài. Điều thứ hai là hãy hầu việc Chúa với lòng biết ơn từ một việc nhỏ nhất. Anh em sẽ thấy cuộc đời mình khác lên, sự tưởng thưởng của Ngài khác lên. Tất cả mọi thứ anh em nhận được nó sẽ vượt qua hơn rất là nhiều những gì anh chị
em cống hiến cho vương quốc của Ngài. Và lúc đó anh chị em sẽ nói câu kinh thánh rất quen thuộc là gì? Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài. Không xin cả. Amen chứ? Và cái câu đó mà anh chị em nói từ đấy luôn, nó làm tôn vinh danh Chúa, nó làm cho Chúa đẹp lòng, nó làm cho Đức Chúa Trời phải nói hài lòng vì đứa con yêu dấu của Ngài. Đôi khi mình nói nhưng mà không phải vậy. Nói vậy nhưng không phải vậy thì không nên nói phải tự. Cho nên trong cuộc sống đó, tôi học được bài học này và tôi luôn biết ơn Ngài. Chúa ơi, con là ai mà Ngài cho phép con được giảng lời Ngài? Con là ai mà Ngài cho phép con được quản lý hội thánh của Ngài? Con là ai mà Ngài cho phép con được cầu nguyện cho người hầu Ngài? Con là ai mà Ngài cho phép con được sống mỗi ngày trong sự gần gũi với Ngài? Tôi chỉ nghĩ những điều đó và tôi cảm ơn Chúa. Chúa ơi, nếu không có Ngài, cuộc đời con bỏ ra. Nếu không có Ngài, ngày hôm nay chẳng ai biết con là. Nếu không có Ngài, chắc gì bây giờ con còn được sống đến ngày hôm nay. Và những giây phút đó cho em mình biết ơn Chúa và mình hầu việc Chúa, mình tận hiến tất cả cho Ngài, mình đổ trong lòng và linh hồn mình ra cho Ngài. Bởi vì đúng một động cơ thôi, lạy Chúa bởi vì con biết ơn Ngài. Anh em Chúa, anh em, cho nên chúng ta hầu việc Chúa không vì bất cứ một động cơ nào. Ta hầu việc Chúa không phải vì một tên nữa. Anh chị em đọc câu chuyện này, anh chị em sẽ thấy có một điều lý thú nữa mà tôi muốn chia sẻ cho anh em. Chỉ có những người đầu tiên thì mới định giá tiền một đơn nghe thôi, còn những người sau cả đại nông thế không. Chú nói vô lành đi con, ta sẽ trả cho xứng đáng, còn trả nhiều không cần biết. Anh em, trả nhiều không cần biết, lạy Chúa bây giờ con phục vụ Ngài, con cũng chẳng cần quan tâm Ngài thưởng cho con nhiều ít, nhưng mà con biết ơn Ngài vì Ngài cho con được phục vụ Ngài. Đó là điều mà Chúa, đó là những con người Chúa tìm, đó là những tấm lòng mà Chúa đang muốn có trong hội thánh của Ngài chứ. Tôi muốn chia sẻ cho anh em điều đó. Cho nên ngày hôm nay, nếu chúng ta phục vụ Ngài vì lương, vì tiền, vì danh, vì lợi, vì địa vị, thì chúng ta dễ xa vào những người đầu kia quá. Xa thằng kia nó nhận nhiều hơn con. Tháng con 10 triệu, thằng nó mới vô 15. Tao mời bà nằm, thằng kia nguyên cả tổng hội luôn. Xin lỗi cái đụng chăng anh em. Tao kia nguyên cả tổng hội mà chúng ta đâu đau nhau. Mà chúng ta sâu xé nhau và chúng ta xem cái vườn nho của Chúa như là một nơi để chúng ta cạnh tranh nhau. Anh chị em ơi, không phải. Vườn nho Đức Chúa Trời là nơi để làm việc chứ không phải để cạnh tranh. Amen chứ. Amen. Cho nên ở đây những bài học quý giá về một cái chủ đề chúng ta và sự phục vụ. Chúng ta hãy phục vụ Chúa với lòng biết ơn. Hãy phục vụ Chúa như một con người đã mất rồi, Chúa tìm lại được. Như một con người vô vọng rồi, Chúa đem hy vọng. Một con người vứt bỏ rồi, Chúa sửa lại cho ngay nào. Anh chị em ơi, khi chúng ta có thái độ đó, Chúa rất là trân trọng chúng ta. Và hội thánh của Ngài tràn ngập tình yêu thương. Amen. Cảm ơn Ngài. Amen. Tràn ngập tình yêu. Tôi xin Chúa cho chúng ta sống cái thái độ đó. Và khi mình học được thái độ đó, mình sẽ mừng, rất mừng khi anh em mình được ơn. Tôi không giấu gì anh em đâu, ngày xưa lúc tôi chưa học bài học này, tôi thấy anh em nào được ơn tôi được ghét lắm. Không, mình phải nói thiệt mà. Nói thiệt á, không, cái đó là mình phải nói chân thành. Nhưng khi tôi học được bài học này, tôi thấy trong hội thánh anh em nào được ơn, tôi cảm ơn Chúa. Bởi vì vương quốc của Ngài được lấy dựng và danh Ngài được vinh hiển. Không giảm đến đâu. Còn cái con người sáng tiền của mình, anh nói thiệt sự không muốn người nào ngóc lên khỏi đầu mình. Không đâu. Ngày xưa khi tôi phục mới phục, tôi là người giảng hay nhất. Ông nào vô giảng là bắt đầu tôi phải chê trước cái này. Này giảng dở lắm, đi xuống. Chỉ tôi phải giảng hay thôi. À, đôi khi mình như thế. Và để cho gì vậy? Mình hãy tôn mình lên, hạ thấp mình.
Đó là lối sống xác thịt. Đó là điều mà thế gian này đầy dạy. Nhưng anh em ơi, trong vương quốc Đức Chúa Trời không như vậy. Trong vương quốc Đức Chúa Trời, Chúa nâng lên. Ngành nào không ít trái thì Chúa tỉa sửa để nâng, để nó sai trái hơn, để nó mạnh mẽ hơn, để nó được phục vụ kết quả hơn. Cho nên anh chị em ơi, trong hội thánh này, hãy người nào được, hãy người nào mà được Chúa dùng, hãy đặt vào vị trí để người đó được phục vụ Đức Chúa Trời bằng cả tâm lực. Đừng ngăn trở bất cứ một điều gì, đừng cản trở bất cứ một con người nào, dù người mới, người cũ, người có học, người không có học, người nam, người nữ, người già, người trẻ, tất cả chúng ta đều có thể được Đức Chúa Trời sử dụng. Hãy làm việc Chúa với lòng tuyệt vời. Đó là câu chuyện thứ nhất, chưa hết đâu. À, còn một câu chuyện thứ hai nữa mà. Câu chuyện thứ hai được chép ở trong Luca chương 10. Luca chương 10. Chúng ta cùng mở ra trong cái câu chuyện này để chúng ta học được một cái điều, một cái điều quý giá. Luca chương 10, từ câu 38, 38 đến hết. Tôi đọc anh chị em nghe. Khi Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ đi được đến một làng kia, có người đàn bà tên là Ma-thê rước Ngài vào nhà mình. Người có một em gái tên là Ma-ri ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài. Và Ma-thê mãn lo về việc vặt, đến thưa Đức Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc Chúa. Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi. Chúa đáp rằng: Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-rê đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được. Amen. Yeah. Đây cũng là một câu chuyện mà tôi cũng rất là thích thú khi đọc đến. Dĩ nhiên, tôi đảm bảo tất cả những người đàn ông ngồi đây đều thích lấy cô vợ Ma-thê. Không ạ, siêng năng nấu nướng là tất cả mọi thứ. Chứ mà lấy phải cô vợ như Ma-ri suốt ngày ăn xong nghiên cứu lời Chúa là hơi căng đấy. Bớt lúc rồi các thứ quần áo bỏ lúc tung lang thang hết lần được. À, thoạt nhìn thì mình nghĩ như vậy: ôi Chúa ơi, gửi nhiều Ma-thê đến cho con. Và nhiều thanh niên ở dưới không cần Ma-thê, Ma-ri thôi dẹp ăn bên đi, đời sống phải thực tế một chút, đúng không? Suốt ngày ăn xong cứ nghiên cứu kinh thánh là hơi căng. Đấy. Nhưng mà khi mình nghiên cứu kỹ câu này, câu chuyện này, mình sẽ học được những bài học phục linh không đơn giản như chúng ta vừa học nhìn thấy. Ma-thê là một dạng phụ nữ siêng năng, thật sự là một dạng phụ nữ phải nói là hết sức là đảm đang. Anh em biết rồi đó, mỗi lần mà hội thánh mà có tiệc tùng hay là cái gì đó, tôi nói không có các Ma-thê trong hội thánh thì bữa tiệc đó tiêu tùng luôn, chắc chắn là không bao giờ thành. Phải có những Ma-thê, phải có những con người phục vụ. Và rõ ràng câu chuyện này, Chúa Giêsu không có phải chê cái chuyện là Ma-thê nấu nướng tiếp đãi. Chúa không có chê, Chúa không có nói thôi đi, những cái việc này ngươi làm nó bậy rồi, Chúa không có nói thế đâu. Cho nên mình phải suy nghĩ vào chỗ này, nó có một cái điểm mà tại sao Chúa Giêsu mở lời. Rõ ràng khi Chúa Giêsu bước vào nhà cùng các sứ đồ bước vào nhà thì Ma-ri và Ma-thê có những hành vi khác nhau và vẫn đang chuẩn bị nấu nướng phục vụ, và Chúa Giêsu không nói gì cả. Chúa chỉ ngồi yên giảng lời Ngài, giảng về vương quốc của Ngài, giảng về nhiều điều trong vương quốc thiên đàng. Chúa chưa nói. Ma-thê đi đi lại lại, ôi nấu bếp lặt rau rồi làm con này con kia, mà Chúa Giêsu không nói cũng đã đồng một gì cả. Chúa Giêsu còn nói: Ma-thê ơi, bỏ đi, đừng có la. Ôi con cá con gà đó để đó mượn đó cho nó thiêu cũng được, không sao. Chúa đâu nói. Chúa Giêsu chỉ mở lời khi Ma-thê bước đến bên Chúa và nói: Chúa, không thấy con Ma-ri này nó lười chảy thay không bảo mà giúp con không? Chúa Giêsu chỉ mở lời sau câu đó. Anh em để ý thấy không ạ? Cho nên ở đây
là một dạng phục vụ Chúa mà tôi gọi là phục vụ đổ mồ hôi nhiều quá đến nỗi giận cả Chúa luôn. Tôi gọi là dạng phục vụ đó. Có những người quá siêng năng, làm đúng ứng việc gì mong mọi người, cuối cùng tức giận cả Chúa luôn. Rồi sao Chúa? Ngài không xử điều này là con không chịu được đó. Nổi lòng luôn. Tấm lòng nổi lòng. Tấm lòng bắt đầu bực bội. Anh em thấy Ma Thê bắt đầu bực bội không? Ma Thê mới đầu là hăng lắm. Ui cái gì cũng làm ok hết. Nhưng mà làm xong hồi thấy Marie ngồi, nó nghe nó ghi nó chết. Thấy hơi bực à. Con bé này lạ nha. Mình làm gọi là trầy hết cái móng tay của nó, ngồi cứ ghi chết. Bắt đầu sự bực bội nó trào lên. Sự bực bội nó dần lên. Sự bực bội lên lên lên, bắt đầu lên tới mang tay và lên tới đỉnh đầu, và nó phục ra câu nói này. Lên tới đỉnh đầu và nó nói: Chúa, sao mà không bảo nó đến phụ mà nó cứ ngồi ghi chép như thế này. Anh chị em ơi, chúng ta hãy để ý những lời Chúa dạy dỗ rồi này. Anh em, mình đừng bao giờ phục vụ Chúa đến mức độ phải nổi cáu trong lòng. Chúa thích điều đó. Amen. Chúa thích điều đó. Cho nên đừng bao giờ không phục vụ Chúa đến mức độ mà còn nhà thân gọi là liệt đứng trên đó. Đi không nổi luôn. Phục vụ Chúa đến mức độ không còn thời giờ ăn uống nghỉ ngơi, không có cái gì cả, rồi cuối cùng sinh ra bực bội với tất cả mọi người. Ở ngoài thì ô anh bạn ơi, đến với Chúa đi, Chúa tuyệt vời lắm. Ô tôi giảng hay từ sáng đến chiều, về nhà đập vào vợ đá cái bông, đập cái bông, đá cái bông, tôi mày chẳng thích ra, tao đang mệt vừa đi truyền giáo về. Em thấy cái tình trạng đó không? Tình trạng này là tình trạng nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, là phục vụ Chúa đến nỗi cao luôn. Và Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời nói sang Ma Thê: con la nhiều thứ quá, mà có một việc đáng đi phải lo trước mà con không chịu làm, mà Marie đã làm rồi. Chúng ta hãy suy nghĩ được đó nha. Cái này cho chúng ta một bài học trong sự phục vụ này. Anh em, trước khi mình có thể phục vụ người khác thì hãy để cho Chúa phục vụ mình. Trước khi mình có thể yêu người khác, hãy cảm nhận được tình yêu của Chúa. Trước khi mình có thể cầu nguyện cho người khác, hãy ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nếu anh em không nhận từ Chúa, anh em sẽ cho đi và cạn kiệt tất cả. Anh em phải có thời giờ đến bên nhà. Cho nên đến lúc mà Chúa Giê-xu bước vào nhà của Maria và Ma-thê, thì điều đầu tiên mà Chúa Giê-xu muốn là gì? Ngài muốn phục vụ họ. Ngài muốn giảng lời Chúa cho họ. Ngài muốn họ ở trong sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Ngài muốn họ làm nhiều điều. Và khi họ nhận được tình yêu, sự chăm sóc của Ngài rồi, thì lúc đó họ sẽ vui vẻ và phục vụ Đức Chúa Trời. Đó là sự thật. Và cuộc sống ngày hôm nay, nhiều đầy tớ Chúa rệu rạo cả này, mệt mỏi cả này, bởi vì làm công việc Chúa quá nhiều mà không có thời giờ ở với cái tấm mà mình phục vụ. Thảm họ tình đó chị. Chúng ta giảng quá nhiều mà không có thời giờ để suy ngẫm về bài giảng. Chúng ta cầu nguyện quá nhiều mà không có thời giờ ở riêng với Chúa. Chúng ta đã lo lắng quá nhiều việc mà chúng ta không có thời giờ để Chúa chỉ dẫn, chỉ bảo chúng ta việc gì nên làm và việc gì không nên làm. Và đây là tai họa của rất nhiều chức vụ. Và câu chuyện của Marie Ma-thê đã dạy chúng ta một bài học là nếu chúng ta không nhận từ Ngài, liên tục nhận từ Ngài, thì chúng ta sẽ rất dễ bực bội trong sự phục vụ của mình. Hãy để Đức Chúa Trời đổ phước xuống cho anh em, để anh em đem cái nguồn phước đó ban phát cho nhiều người. Nếu anh em dâng hiến quá nhiều tiền bạc mà anh em không cảm nhận được thức hạnh tài chánh từ nơi Chúa trong công việc anh em, đến một lúc anh em sẽ oán trách Đức Chúa Trời như anh em: tôi dâng hết rồi, bây giờ tôi nghèo rất mòn tơi bởi vì tôi dâng cho Chúa. Anh em, tôi dâng hết rồi, và cuối cùng quay trở lại và nói nhiều điều khác nữa.
Anh em ơi, cái sự bực bội là bởi vì mình không nhận được Ngài. Mình không có thời giờ để cho Chúa phục vụ mình, để cho Chúa yêu thương mình. Tôi nói thiệt với anh em, chúng ta sẽ không bao giờ có thể thật sự yêu thương người khác nếu anh em không cảm được lòng nhân từ và sự thương xót của Chúa trên đời sống mình. Tất cả chúng ta chỉ sáu rộng thôi. Đó là sự thật. Hãy có thời giờ ở với Ngài. Cho nên cái bài học của Marie và Mathe này nó khiến cho chúng ta rút ra được một kinh nghiệm trong sự phục vụ Chúa. Mình bực bội bởi vì nguồn của mình không phải từ Chúa. Mình bực bội bởi vì mình cạn kiệt tất cả mọi nguồn phước trong đời sống của mình. Và ở đây Chúa Giêsu khen Marie. Marie đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lại được. Xin nhớ, Chúa Giêsu không khen khi một con người lười biếng. Chúa Giêsu không khen khi một con người không làm tròn cái trách nhiệm cuộc sống mình. Không đâu. Nhưng Chúa Giêsu khen khi con người biết việc gì nên làm trước và việc gì nên làm sau. Và chính Marie đã chọn cái phần đó, đã sống đúng thứ đó, và Chúa Giêsu đã khen ngợi Marie. Rõ ràng nếu là tốt hơn, nếu Ma-thê và Marie cùng đến nghe Chúa giảng đi, nghe Chúa dạy đi, nghe Chúa làm mọi sự, nghe Chúa đặt tay lên đầu chúc phước xong đi, rồi hai chị em cùng nhau đi mổ gà giết lợn được không chị? À, lợn không phải lợn cũng có, dân nhà Thái không ăn lợn. À, mổ gà giết cừu thì đúng không? Đó đúng không? Sao đó? Cả hai chị em cùng làm, lúc đó có thể vui vẻ không? Rất vui vẻ. Cho nên ở đây nếu Marie Ma-thê tự làm, tự bỏ tất cả những điều quý giá để cho Đức Chúa Giêsu không có cơ hội phục vụ mình và trở nên bực bội trong cái công tác mà mình làm, thì cuối cùng bao nhiêu công trạng mà Ma-thê làm đã bị Chúa nói. Chúa nói sao nào? Mãn lo về tiền vàng. Rất nhiều thứ vặt vãnh trong cuộc sống này, nếu chúng ta làm không bởi sức của Chúa, nếu chúng ta làm cái gì đó không bởi sức của Chúa, thì đó là chỉ việc vặt, tức là việc không hoàn thành. Bất cứ điều gì chúng ta làm không bởi cảm động bởi Thánh Linh thì điều đó không được ghi nhận trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Này hãy nhớ điều đó nha. Và khi mai mốt lên thiên đàng, chúng ta sẽ dường như qua lửa, không có gì cả. Cho nên sứ đồ Phaolô mới nói rất rõ trong Cô-rinh-tô nhất, chỉ có một cái nền là đấng Christ, còn ai lấy cái gì xây lên đó thì hãy cẩn thận. Có người phải lấy rơm, lấy rạ, lấy bụi thạch, lấy vàng, lấy bạc. Mọi người xây công trình trên đó. Công trình nào còn lại trong ngày cuối cùng được thử bằng lửa thì sẽ nhận phần thưởng, còn không thì như qua lửa đốt hết. Anh em ơi, công trình nào còn lại, cái gì còn lại? Và qua bài học này chúng ta sẽ học được một chân lý nữa. Những sự còn lại là những sự chúng ta nhận lãnh từ Đức Chúa Trời, mệnh lệnh từ Ngài, ân sủng từ Ngài, quyền năng từ Ngài, sự chỉ đạo từ Ngài, và chúng ta thực hiện nó trong hội thánh của Ngài. Những cái đó còn lại. Còn những gì chúng ta tự nghĩ ra, những gì chúng ta tự diễn ra, những gì chúng ta tự xây dựng ra, tất cả Chúa Giêsu nói là việc vặt. Việc vặt thôi, không ý nghĩa. Cho nên bài học thứ hai của sự phục vụ ở đây là gì anh chị em? Trước khi phục vụ người khác, hãy để Đức Chúa Trời phục vụ mình. Đó là bài học. Trước khi cầu nguyện cho người khác, hãy bước vào phòng riêng ở với Chúa. Trước khi giảng cho người khác nghe, hãy để Chúa Giêsu giảng cho mình nghe. Amen chứ? Trước khi dâng hiến tiền bạc, hãy để Đức Chúa Trời đổ phước hạnh tiền bạc trên đời sống của mình. Đó là sự thật. Có người nói, có sao một sư nói ngược thế nhỉ?
Người ta thì bảo là dâng hiến đi Chúa ban cho mà sẽ dùng. Sư bảo là ngược lại vậy. Nghe anh em đọc kỹ đi. Con không nói ngược đâu. Chúa Trời nói rằng đấng ban hạt giống cho người ta, đấng ban hạt giống cho người ta để người ta gieo và sinh hóa ra. Nếu anh em không nhận được từ Chúa, nếu Chúa không ban cho anh em thì anh em chẳng có cái gì để dâng đâu. Chắc chắn. Cho nên anh em phải nhận từ Chúa trước. Chứ đừng có nói là hồi giờ tôi đến tôi đánh bạc với Chúa một tí. Tôi đánh bạc à, Chúa có một cái canh bạc rất là lời trong Chúa. Dân một đồng được năm đồng cũng đánh bạc hoàn. Và bây giờ tôi dân bừng. Tôi bảo đảm anh em dân đồng nào mất đồng đó. Cái casino này khó chơi lắm ạ. Cho nên tôi nói với anh em là không đánh bạc với Chúa đâu. Mà chúng ta thực sự là con của Ngài, đến trước Ngài quỳ xuống và nói Chúa ơi, con muốn nhận ơn điển từ Ngài. Con muốn được Ngài chăm sóc con trong mọi lĩnh vực, để rồi con có thể phục vụ theo ý muốn của Ngài. Amen chị em. Kể cả tiền bạc, tài năng, ân điển, tất cả mọi thứ chúng ta phải nhận lãnh từ Chúa trước. Sau đó chúng ta mới có thể dâng hiến và nhận lãnh này. Rất nhiều lắm. Tóm lại, qua bài giảng hôm nay, tôi muốn đưa đến cho anh em nhiều điều. Và những điều chính như sau. Tất cả chúng ta không quan trọng mình là ai, tuổi lớn hay tuổi nhỏ, địa vị, danh vọng, chức vụ là gì, tất cả chúng ta đều là con Chúa. Amen. Và khi chúng ta hiểu rằng mình là con Chúa, chúng ta sống phụ thuộc Ngài hoàn toàn. Chúng ta được Ngài chăm sóc và yêu thương vô điều kiện. Và chúng ta hiểu rằng Cha trên trời mong đợi mình trưởng thành và biết cách làm việc kết quả cho Ngài. Bài học thứ hai đó là sự làm việc, sự phục vụ. Nếu chúng ta vẫn nuôi dưỡng lòng đố kỵ thì chúng ta sẽ đánh mất nhiều niềm vui và ân điển trong cuộc sống này. Nhưng ngay khi chúng ta tẩy sạch mình khỏi lòng đố kỵ, khỏi sự ganh tị, thì chúng ta sẽ được phục vụ Ngài với lòng biết ơn. Và chúng ta sẽ được Ngài tưởng thưởng rất là hậu hĩnh. Hãy phục vụ Chúa với lòng biết ơn. Amen nhé. Bài học tiếp theo chúng ta học qua câu chuyện của Mary Magdalene. Đừng bao giờ phục vụ Ngài mà trước hết không để cho Chúa phục vụ mình. Anh em ơi, Chúa muốn phục vụ anh em. Chúa muốn ban ơn cho anh em, Chúa muốn đổ sức lực cho anh em, Chúa muốn trang bị cho anh em trước khi anh em có thể phục vụ người khác. Hãy nhớ điều đó. Nếu anh em làm ngược lại, anh em sẽ bực bội, đá thúng đụng niên và chức vụ anh em sụp đổ. Chắc chắn luôn. Giống trường hợp mà thế. Chúa vừa bước vào nhà, chưa kịp chào kịp hỏi gì, lo đi mổ dê đi mổ gà trước kia. Cái đó là cực kỳ nguy hiểm. Và chúng ta sẽ không có sức để đi đường dài với Chúa đâu. Chắc chắn rồi à. Và chúng ta sẽ trở thành một Pharisee của thời hiện đại, gọi là giả hình đấy. Dạ. Đứng trên bục giảng khác, về nhà khác. Đứng bục giảng thấy như thánh sống vậy đó. Nhưng mà về nhà có thể là quỷ Satan. Chuyện bình thường. Bực bội mà à, chuyện đó là bình thường. Cho nên xem, chúng ta thật sự phải kết nối với Đức Chúa Trời để có thể phục vụ Đức Chúa Trời. Amen nhé. Nghe bây giờ là gì mà cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Tôi tin là chắc anh em cũng nhận lãnh được vài điều ha. Amen, cảm ơn nhé.